Review bánh phu thuê. Khá là thơm luôn đó nha. Bánh phu thuê gì đâu mà ăn khô lắm nha. Ăn món này phải kèm theo ly sữa nữa mới y bài đó nha. Review bánh hạt đậu. Trên này nó có khá là nhiều hạt đậu luôn đó nha. Kẹo này độ ngọt vừa phải, các hạt đậu ăn khá là béo đó nha. Review kẹo quả dưa hấu. Cắn ra một phát tan chảy luôn đó nha. Phải công nhận là kẹo này ăn cực quá, phải không anh em?